Vâng, thưa xin kính chào các anh chị em. Thưa các anh chị em, khoảng một tuần lễ rồi, tôi không có lên trên trang được, lên trên live stream được. Mong các anh chị em thông cảm. Tôi vừa mới qua một cơn bạo bệnh. Và đâu đó cũng nhắc cùng với các anh chị em là những người như chúng tôi đó, đã có những sự trả giá trong đời sống của mình. Tù đầy, tra tấn, kiềm kẹp. Nhắc lại những chuyện đó không phải là để thù hận, nhưng để chúng ta muốn nói với nhau rằng khi mà chúng ta sống với ước mơ của mình, sống chân thành với ước mơ của mình, thì chúng ta sẽ phải đối diện với rất nhiều những thử thách. Và cái thử thách lớn nhất nó liên quan đến gia đình và liên quan đến sức khỏe của chính mình. Gia đình là một cái yếu tố tâm lý, nó là cái động lực để cho mình đi được hay không, vượt qua được những khó khăn hay không, và nó cũng là cái gọi là tạo ra những cái hoàn cảnh để cho chúng ta không đi được nữa, chúng ta bước không nổi nữa, và nó tạo ra những cái xúc động về tâm lý đó, hết sức là đặc biệt, hết sức là tiêu cực. Những người như anh em chúng tôi đó, sống nay chết mai. Điều này muốn chia sẻ với nhau không phải là để nói hơn nói thua gì. Xin đừng nghĩ đến như vậy, xin đừng nghĩ với nhau như vậy. Những ngày cuối đời của tôi còn sống sót được ngày nào thì cố gắng để có mặt cùng với các anh chị em. Dẫu rằng khi là đất nước còn trong chế độ cộng sản, cũng như khi đất nước không còn trong chế độ cộng sản nữa, mà tôi nghĩ điều này nó rất nhiều phần trăm nó sẽ xảy ra rất sớm. Thì khi không còn trong chế độ cộng sản nữa, chúng tôi cũng sẽ vẫn cố gắng để có mặt cùng với các anh chị em, bởi vì ít nhất chúng ta có 5 hay 6 năm là hết sức là hỗn loạn trong cái bối cảnh mà khi chế độ cộng sản không còn nữa. Và một cái gọi là một cái trật tự mới của thế giới, mà với tôi đó, cái lường định với bản thân tôi đó là trong cái trật tự của thế giới mới đó là chúng ta chưa có chuẩn bị đủ. Tức là các anh chị em tại Việt Nam, các anh chị em người Việt cả trong nước lẫn ngoài nước, chúng ta chưa có chuẩn bị đủ. Cho nên chúng ta sẽ cố gắng để có mặt với nhau. Đêm hôm kia là tôi nghĩ là tôi không còn nữa. Tức là nó cũng đã, tức là trong vòng 3 năm đã có 3 lần như vậy. Tức là tôi đã rơi vào cái tình trạng là tôi nghĩ rằng tôi không có còn nữa. Thì cái tâm trạng nó khá là tiếc nuối. Khá là tiếc nuối bởi vì mình thấy còn dang dở nhiều quá. Mà dẫu gì mình cũng có một cái hành trình trên dưới 60 năm mà gọi là đeo bám cái cuộc tranh đấu này, mà bây giờ mình mất đi nó đột ngột như vậy đó, thì nó cũng có những sự tiếc nuối. Cho nên thưa các anh chị em, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi đến một lúc nào đó chúng ta không thấy nhau nữa. Tức là nghe cái tin là ông Thành cũng chết queo rồi. Thì các anh chị em cũng nếu có được những giá trị về tâm linh thì xin cho tôi một lời cầu nguyện để tôi sẽ có một cái đời sống phía sau, cái đời sống tiếp theo nó sẽ tốt hơn, nó sẽ hoàn bị hơn, nó sẽ hữu ích hơn cho quê hương đất nước của chúng ta, cho tổ quốc của chúng ta. Thưa các anh chị em, cũng xin các anh chị em nhé, báo lại dùm cho tôi là âm thanh có nghe được hay không. Tôi xin phép được chuyển sang một vài cái trang khác, hy vọng rằng có thể được. Trang của tôi vẫn còn trong sự giới hạn rất lớn, rất là chặt chẽ, cho nên sự tương tác với các anh chị em nó rất là yếu. Chúng ta đang đối diện với cái câu chuyện truyền thông, tôi gọi là một trận tuyến, một trận chiến truyền thông hết sức quan trọng đang diễn ra.
Không liên tục bực mình thiệt. Vâng, thưa các anh chị, chúng ta có được bao nhiêu thì chúng ta chơi bấy nhiêu. Khi mà thực hiện những cái livestream mà không có được được nhiều sự tương tác ấy, thì nó cũng làm cho những người thực hiện livestream nó khá là buồn. Tuy nhiên ấy, chúng ta phải chấp nhận thôi. Chúng ta đang đứng trong một cái gọi là cái cuộc một cái trận tuyến về truyền thông hết sức là đặc biệt. Trận chiến truyền thông này có lẽ là thế giới nó tầm cấp của thế giới đó là họ đang chưng hửng, tức là họ không có, tức là họ mới tỉnh ra hoặc là bị tỉnh hoặc phải tỉnh trong vòng 3 năm nay thôi, và đặc biệt là 2 năm. Họ nhìn ra là cái giá trị về truyền thông ấy, tức là dòng chính, giá trị truyền thông chính thống, các dòng chính thống và những cái dòng truyền thông mà không chính thống ấy, là nó có những cái sự nghịch chiều đối với nhau. Chúng ta thì chúng ta đã nhìn ra chuyện này từ cả 7, 8 năm, 10 năm rồi. Cho nên người Việt Nam, nhất là những người có một cái ý tưởng về tranh đấu đấy, thì chúng ta khôn hơn thế giới rất nhiều, khôn hơn người Pháp rất nhiều, khôn hơn người Mỹ rất nhiều về vấn đề truyền thông. Ngày hôm nay người Mỹ, người Pháp, người Âu Châu mới bắt đầu bật ngửa ra. À, ra là nó có những cái trò ma mị, nó có những cái trò mê muội, nó có những cái trò gọi là che chắn thông tin của dòng chính. Thú thực với các anh chị, tôi giờ tôi không coi được dòng chính ấy. Dù là dòng chính của Pháp hay là dòng chính của Mỹ hay là dòng chính của Đức, tôi không coi được nữa. Ngày hôm nay chúng ta có được một cái kỹ thuật tương đối mới, đó là chúng ta không bị trở ngại về ngôn ngữ nữa. Ngôn ngữ dịch thuật tương đối là chúng ta có thể nắm được cái nội dung tới 80%. Nếu như chúng ta không biết tiếng Đức, nếu như chúng ta không rành về tiếng Pháp hoặc là chúng ta không rành về tiếng Anh. Chúng ta có những cái app bỏ một ít tiền và chúng ta có được sự chuyển ngữ một cách rất là nhanh. Thưa với các anh chị em, bản thân tôi không nghe được nữa, tôi không coi được nữa, kể cả là những cái đài của Pháp và kể cả là những đài quốc tế, thí dụ như đài BBC, đài VOA, đài AFA. Trước đây 4 năm tôi còn nghe được, nhưng bây giờ thì không. Bây giờ thì bắt chúng ta phải tìm tòi và rất là mất công, rất rất là mất công sức. Chúng ta đang có như là một cái trận chiến giữa X, tức là app X, Telegram và với đại đa phần những cái dòng chính còn lại, gọi là truyền thông dòng chính còn lại. Chúng ta thấy nổi bật lên ông tỷ phú Elon Musk, và nó liên quan đến kể cả là cái câu chuyện bầu cử của Mỹ nữa. Chúng ta mới có một cái cuộc gọi là một cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống của Mỹ, tức là ông Donald Trump và bà Kamala Harris. Thì thú thực đó là nó rất nhiều những sự so le. Chúng ta nhìn một cách công tâm đấy, thì chúng ta sẽ phải thấy rằng cái ông Donald Trump này ông liều mạng quá. Có lẽ đó là cái cá tính của ông. Ông ngang tàng, ông nghĩ là ông có một cái thiên mệnh nào đó cho nên ông rất là ngang tàng. Và ông chấp cái chuyện là những cái đài gọi là đài truyền thông, những cái phương tiện truyền thông về bên phía tả, về bên phía dân chủ đó, là họ ngả về bên bà Harris và Kamala Harris, và người ta nhận ra rất rõ
là cái gọi là cái đồ nghe, cái bông tai, gọi là cái bông tai giả đó. Cái đồ nghe đó là cái headphone để bà ấy có thể được cố vấn trực tiếp trong buổi rally, tức là trong buổi tranh luận. Và đồng thời hai cái người gọi là dẫn chương trình là nghiêng hẳn về về bên bên bà Kamala Harris, cho nên nhìn quan sát cái cuộc tranh luận đó thì bản thân tôi thì tôi thấy rằng ông Donald Trump ông kiêu ngạo quá. Ông ấy, có lẽ nó có một cái gì đó mà chúng ta chưa giải thích được mà ông ta dám gọi là đối đầu với một cái cuộc tranh luận như vậy. Cái đó là một đánh bốn chứ không phải là một đánh ba. Nhiều người nói là một người đánh ba, tức một mình ông ấy đánh với bà Kamala Harris, đồng thời là đánh với hai người dẫn chương trình. Nhưng tôi không coi là ba mà tôi coi là bốn, bởi vì cái headphone đeo tai của bà là trực tiếp, và gần như đó nó một cái chuyện nó rõ ràng là cái nội dung, tất cả những câu hỏi, tất cả những nội dung bà đã được biết, và bà rất là ngạo mạn. Cái nụ cười của bà đó nó là cái nụ cười truyền thống, không phải truyền thống, nụ cười cố hữu. Nụ cười này đối với tôi, với một người vào tù ra khám 60 năm tranh đấu, tôi không hiểu đây là đực hay là cái, tức là cái nụ cười của người đực hay là người cái. Nó quá lạ lùng. Cho nên đối với tôi đó là cái cuộc chính trị của Mỹ và cuộc truyền thông, gọi là cái tất cả những cái phương tiện truyền thông của thế giới và đặc biệt là Mỹ đó, nó đang làm cho chúng ta nhận ra cái giá trị của chính chúng ta, tức là Việt Nam, người Việt Nam. Thưa các anh chị em, anh Đinh Ngọc Tiến ở trên này, anh Đinh Ngọc Tiến có nói là Donald Trump 1/3, Trump toàn thắng. Tôi không nghĩ như như anh Đinh Ngọc Tiến, có thể là có đâu đó là tôi có những sự bi quan. Tôi không nghĩ là ông Trump toàn thắng, mà tôi nghĩ rằng có thể đúng có thể sai nhau. Tôi nghĩ rằng ông Trump gần như là huề, mà trong cái bối cảnh một người đánh ba, mà như một hồi nãy tôi nói là một người đánh bốn mà kéo huề được và đặt những cái câu hỏi rất là quan trọng sau cùng đó, thì tôi nghĩ đó là những cái đinh đóng lên lên tường là những cái câu hỏi sau cùng của ông Donald Trump. Và kết luận kết cục nó sẽ phải được trả lời ở những cái cuộc rally sau, ở những cái cuộc 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 tranh luận sau. Cuộc tranh luận này nó là sự khởi đầu, và tương đối là bên phía những người dân chủ, bên gọi là truyền thông dân chủ đó, truyền thông dòng chính đó, là họ có được nhiều ưu quyền, họ có được nhiều cái lợi quyền. Thì nó là sự khởi đầu để cho nó sẽ diễn đến những cái cuộc tranh luận sau. Tôi không biết là bà Kamala Harris có dám tranh luận lần sau nữa hay không. Tuy nhiên là tôi nghĩ là khó mà tránh được, khó mà thoát được, tại cái nụ cười hết sức là ngạo mạn của bà ấy, nó làm cho người ta, nó làm cho dư luận, nó làm cho công luận phải, tức là phải gây ra sức ép để có một cái cuộc tranh luận lần thứ hai. Nguyễn Ninh nghe nói là không có cuộc tranh luận nào nữa. Nếu mà không có cuộc tranh luận nào nữa đó, thì tôi nghĩ rằng những người gọi là bên phía dân chủ đó là hố, bởi vì những cái câu hỏi sau cùng của những cái tiêu đề sau cùng của Donald Trump đưa ra đó thì nó là rất lớn, và nếu không tiếp tục tranh luận thì gần như là phải chấp nhận thua. Nói là điều này đó thì sẽ có nhiều người không có đồng ý lắm, trong anh em chúng ta, những người Việt Nam quan sát vào cái câu chuyện của bầu cử của Mỹ thì khá nhiều các anh chị em mà tương đối là có học nhiều đó
thì hầu hết đều trái với cái quan điểm của tôi vừa mới trình bày. Hầu hết là các anh chị em có học thức nhiều đó thì đi theo cái xu hướng gọi là xu hướng dân chủ của thế giới, trong khi chúng tôi là những người phải đặt lại cái xu hướng dân chủ của thế giới rất là nhiều, kể cả là cái chuyện là gọi là những cái quỹ tài trợ của những cái tổ chức mang tính cách dân chủ của Âu Châu cũng như là của Mỹ Châu đó, chi phối vào Việt Nam, đến với một số các anh chị em gọi là tranh đấu tại Việt Nam trong vòng 7-8 năm nay đó, suốt 7-8 năm nay đó, thì nó có nhiều cái tình cảm mà các anh chị em dành cho bên phía dân chủ. Nhưng đối với bản thân tôi thì không. Tôi không thể dành cái cảm xúc tốt cho những người bên phía dân chủ được, bởi vì nó có quá nhiều những vấn đề mình cần phải nhìn lại. Cái gọi là nó giống như cái vòi bạch tuộc, nó giống như là cái bàn tay nối dài của những người gọi là dân chủ. Chúng ta đang nói đến chuyện dân chủ Mỹ. Rất nhiều những người ở Việt Nam có lẽ là cái sự ngu dốt nó còn nhiều, cho nên các anh chị em nói rằng chúng tôi tại sao lại cứ phải bơi vào trong cái chuyện của Mỹ, Việt Nam không nói chuyện của Việt Nam, tại sao cứ phải nói chuyện của Mỹ. Tôi nghĩ đó là sự ngu dốt, các anh chị em không nhìn được nước Mỹ nó là cái gì. Nước Mỹ nó không phải là một quốc gia của một dân tộc. Cái hiến pháp của Mỹ năm 1776 nó là một cái thang giá trị đặc biệt cho thế giới, cho loài người. Và vì thế nếu ở cái hiến chương, cái hiến pháp của Mỹ mà được áp dụng, gọi là được áp dụng một cách nghiêm chỉnh cho tới giờ này, thì chắc chắn tôi nghĩ rằng thế giới đã đi vào một cái xu thế nó không có những sự tranh chấp, nó không tức là nó một xu thế hòa bình. Người ta đã lợi dụng nước Mỹ, người ta đã lợi dụng cái bản hiến pháp của 1776 của Mỹ để làm ra một cái gì đó nó không còn mang cái nội dung chân chính, gọi là chân thiện Mỹ ban đầu của nước Mỹ nữa. Cho nên khi mà chúng ta cứ nói à Mỹ tức là bồi Mỹ hay là bám đít Mỹ này kia đó là có lẽ là chúng ta dốt nát. Tôi lặp lại, cái mô hình của Việt Nam trong tương lai cũng vậy. Cái mô hình của Việt Nam trong tương lai có thể là Việt Nam sẽ là chia đôi tiếp tục. Và khi chia đôi tiếp tục, phía sau vĩ tuyến 17, phía nam của vĩ tuyến 17 chắc chắn sẽ phải đi vào cái mô hình mang cái tính cách ná ná như là mô hình của Hoa Kỳ. Tức là mô hình Cộng hòa liên bang. Đã nói đến mô hình Cộng hòa liên bang, tức là nó có rất nhiều những sự chịu đựng lẫn nhau, những sự chấp nhận lẫn nhau. Chúng ta đã có một cái thời gian rất là mâu thuẫn trên đất nước của chúng ta 70 năm, 80 năm, 60 năm rồi. Là chúng ta đem cái mô hình miền Bắc, tức là đem cái mô hình Lạc Việt, vừa là lịch sử, gọi là một cách cuồng tín, một cách cuồng bạo, vừa là một cái mô hình gọi là mô hình cộng sản. Cho nên nó trở thành năm cha ba mẹ, nó trở thành đầu voi đuôi chuột. Nó đưa đến cái đất nước của chúng ta đó, qua cái sự kiện vừa rồi, tức là trận bão vừa rồi đó, nó làm lộ ra hết, nó làm lòi ra hết tất cả những sự bẩn bựa, những sự gian trá của những kẻ cầm quyền. Bởi sao? Bởi vì giáo dục. Giáo dục là nền tảng. Giáo dục nào thì ra chính trị đó. Giáo dục nào thì ra xã hội đó. Chúng ta may mắn ở phương Nam, ở cái giai đoạn năm 1950 cỡ đó, cho tới năm 1975, chúng ta có một nền giáo dục phương Nam tương đối là một nền giáo dục không bị, tức là không bị chính trị lèo lái, không bị chính trị dắt mũi, trong khi phía Bắc là chính trị dắt mũi. Trong khi cái điều căn bản của xã hội bốc lên được hay không, nó do giáo dục, tức là cái điều chìa khóa
của xã hội, chìa khóa của chính trị là nó ở giáo dục. Chứ nó không phải là chính trị. Chính trị là những kẻ làm mướn mà thôi, là những kẻ gọi là làm công cho gọi là cho nhân dân, mà đại biểu cho nhân dân nó chính là giáo dục, nó chính là nền tảng của giáo dục. Thưa các anh chị em, cái trận bão vừa rồi nó làm cho chúng ta rất là chúng ta bật ngửa hết. Chúng ta thấy những cái cách ứng xử của người mình với nhau, tức là gọi là hàng cứu trợ ở đưa ra được miền Bắc, thì hàng cứu trợ đưa ra được miền Bắc thì những cái nơi mà không phải là vùng sâu vùng xa đó, thì hàng cứu trợ là để ở bên ngoài. Và khi mà để ở ngoài cái vùng không phải là vùng sâu vùng xa đó, thì người ở vùng sâu không lấy được, người ở vùng sâu không có phương tiện để đi ra sớm được để mà đón lấy. Trong khi ở người ở phía ngoài thì lại cào hốt, tức là thái độ cào hốt hết sức rõ ràng, tức là ôm lấy những cái gì gọi là đồ cứu trợ, nhưng mà ôm cả một đống, ôm 10 phần, trong khi những người ở vùng sâu vùng xa đó, thì một phần họ cũng không có. Chúng ta nhìn thấy những giọt nước mắt của các cô, các bà của người dân tộc mà chúng ta không tránh nổi cơn giận. Tại sao con người của chúng ta nó lại tệ bạc đến như vậy? Chứ đó nó là giáo dục. Cái nền giáo dục đó nó tạo ra một cái bè lũ, một cái tập đoàn chính trị là chỉ có nhâm nhe tham nhũng và cào hốt. Người ta làm ra đủ thứ tượng đài hết, trong khi đất nước của chúng ta là đất nước bão tố, đất nước sườn biển, sườn bão tố. Bao nhiêu tỷ đồng không lo để chuẩn bị cho người dân những cái phương cách gọi là phòng tránh hữu hiệu. Thay vì đó là chúng ta làm tượng đài. Mà tượng đài thì ai kiểm soát được trong bên trong tượng đài nó có cái gì? Và nó khống lên mà hết sức là nhiều. Cho nên cái con người làm chính trị nó trở thành những thứ ăn cướp, những thứ ăn cắp, hình thái ăn cắp ăn cướp. Quyền lợi của người dân chúng nó không có nhìn đến, nó không có quan tâm đủ. Cho nên cái câu chuyện bão tố này nó đang làm cho người dân miền Bắc phải tỉnh ngủ. Chính chúng ta phải tỉnh ngủ. Bởi vì chúng ta không có quyền im lặng mãi được. Bởi vì im lặng là đồng lõa. Chúng ta đề cập cái câu chuyện im lặng của đồng lõa, và đồng lõa là đề cập lại cái câu chuyện của sư Thích Minh Tuệ. Chúng ta có thấy bất công không khi chúng ta nhìn về vị sư Thích Minh Tuệ? Và vị sư Thích Minh Tuệ đó có phải là vị chân tu hay không? Tôi nghĩ một cách cụ thể là đây là một vị chân tu. Và một vị chân tu như vậy tại sao lại phải trói chân, trói tay vị chân tu? Những người làm chính quyền đưa ra một cái lý do rằng vì vấn đề an toàn cho nên là tạo điều kiện cho vị sư đó là ẩn tu. Trong khi bản thân vị sư đó là không muốn ẩn tu và muốn hành trì các cái hạnh đầu đà của mình, 13 hạnh đầu đà của mình. Học trò của ông cũng vậy, đệ tử của ông cũng vậy, cũng là bị trói chân, trói tay, bị lột áo, lột quần. Tại sao vậy? Và chúng ta im lặng. Người dân của chúng ta im lặng. Cả Nam lẫn Bắc im lặng. Vậy thì những cái câu chuyện gọi là bão tố, những cái câu chuyện thiên thượng, nó xảy ra một cách dữ dằn, dữ dội đối với quê hương của chúng ta, đối với đất nước của chúng ta, đối với xã hội của chúng ta đó. Chúng ta trách ai được? Bởi vì chính chúng ta đồng lõa đối với tội ác mà. Im lặng là đồng lõa. Đã qua rồi cái thời mà chúng ta nghĩ rằng cái người làm chính quyền đó là họ hung ác quá, họ có đủ thứ quyền lực, mình há mồm cái là họ đập vỡ cái ano của mình ngay. Bây giờ cái phương tiện, họ đã đề cập đến chuyện truyền thông, cả thế giới đang xoay động, đang xoay chuyển về vấn đề truyền thông, thì ở Việt Nam của chúng ta vậy, chúng ta cũng phải làm thế nào ra để xứng đáng với cái vòng xoay của thế giới, xứng đáng với cái nhịp quay của thế giới. Chứ nếu chúng ta cứ chờ, chúng ta ăn sẵn không đó thì chúng ta trở thành đồng lõa với tội ác.
mà thành quả không bao giờ gọi là những thành quả của cái đấng các đấng thiên thượng không bao giờ dành cho kẻ hèn nhát cả. Cái cuộc chuyển đổi sắp tới nó sẽ là vũ bão. À, chân thiện mỹ, chúng ta nói đến chân thiện mỹ, chúng ta nói đến bây giờ nó chuyện thế giới là vô cùng đau xót. Cái chuyện chân thiện mỹ nó tè he, nó từa lưa ra hết. Còn cái câu chuyện ở Việt Nam cũng vậy, chân thiện mỹ nó là cái gì, nó cũng từa lưa tè le ra hết. Ngay như cái câu chuyện của ông Thích Minh Tuệ, các anh chị em bị dẫn vào trong cái câu chuyện là nắm đầu ba cái đứa gọi là Phật giáo, tức là giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cái đứa có tóc thì các anh các chị em không nắm, các anh chị em nắm đầu mấy thằng sư giả, chúng nó có tóc đéo đâu, chúng nó là giả. Cho nên đừng nhìn vào, đừng đổ ở cái bảo rằng cái lỗi cái tội vào cái bọn sư giả đó, tức là bọn giáo hội Phật giáo Việt Nam 10 đứa thì đến 8 đứa nó hư rồi. Và các anh các chị cứ chĩa vào đó là nắm đầu, nó nắm nắm tôi lặp lại nắm thế đéo nào được. Nó có tóc đâu mà nắm. Nó là bọn giả, tăng giả. Một vị chân tu nó có những đứa này đứa nọ bị o ép, bị lèo lái, tức là cũng mặc áo tăng, cũng cạo trọc đầu đó, mà được lèo lái để xỉ vả cái ông chân tu đó. Mà để tạo ra những cái đứa như vậy, cái thằng chính quyền nó làm vô khối vô số. Muốn cho thằng đó nói thật là độc địa, thật là bẩn bựa, có gì đâu. À thằng đó mày tu phải không? Mày có tiền không? Mày có chùa mày không? Ok. Tao làm cho con cu của mày thật cứng lên. Cứng thì mày phải tìm cách để mà giải quyết. Và tao sẽ đưa người để cho mày giải quyết cái con cu của mày. Tất cả những thằng sư ở Việt Nam đều, tất cả sư giả ở Việt Nam đều là như vậy. Và khi mà anh giải quyết cái con cu cứng cứng của anh ấy, thì hình ảnh nó ghi lại hết. Và đến khi nó cần, nó chỉ việc đưa cái hình ảnh nó kêu đủ má mày, mày phải nói theo tao. Tao là chính quyền. Và tao nắm bằng chứng hết những cái trò gọi là những cái trò con cu của mày. Thì mày phải nói. Chúng ta nhìn thấy là một số những gọi là kể cả là những vị sư to đùng, những vị sư gọi là oách xì sằng, tư thế đường bệ, thằng sư nào cũng có con cu hết. Và 10 thằng sư thì 8 thằng sư bị lụy vì con cu, bị con cu nó đưa lên đầu sư Việt Nam. Cho nên đừng đừng có nhìn vào cái bọn gọi là bọn giáo hội Phật giáo Việt Nam để mà trách cứ chúng nó chẳng là cái gì cả, chúng nó chỉ là những thứ tay sai thôi. Hãy nắm đứa có tóc. Đứa có tóc chính là cái bọn chính quyền lèo lái hết cái câu chuyện của ông Minh Tuệ ngày hôm nay. Và chúng ta đặt một câu hỏi, tại sao ông Minh Tuệ là một vị chân tu như vậy, dẫn người ta đến sự thiện lương, sự chân thiện mỹ như vậy, tại sao bọn chính quyền nó tìm cách nó chặn ông ta? Câu hỏi này để cho chúng ta nhận ra bản chất của chế độ, bản chất của chính quyền. Lại trở lại cái câu chuyện giáo dục. Giáo dục nào thì ra chính trị đó, giáo dục nào thì ra xã hội đó. Chúng ta nhìn thấy xã hội của Việt Nam qua cái câu chuyện những cái câu chuyện tham nhũng, những cái câu chuyện gọi là giải cứu thế này thế nọ, tức là hàng cứu trợ, là chúng ta thấy đầy những sự nhơ nhớp. Đó là vấn đề xã hội. Con người tại sao nhơ nhớp đến như vậy? Chúng ta hãy nhìn lại cái giai đoạn Covid bị thổi lên thật là dữ dội ở ở miền Nam. Tôi gọi là thổi lên bởi vì đối với tôi cái câu chuyện Covid nó không phải là câu chuyện có thật. Cả thế giới bị trò ảo hết, bị trò lừa hết. Có thể là có nhiều anh chị em không đồng ý với nhận định của tôi, nhưng tôi vẫn bảo lưu cái chuyện đó. Kể cả là một số những người nói thế này thế kia, vì cái quyết định tôi đã 65 tuổi rồi, tại sao tôi lại quyết định có con với những người chiến hữu của tôi, với những người đồng chí của tôi. Đối với tôi,
các anh các chị có thể không nhìn rằng cái câu chuyện Covid đó, nó là hiểm họa liên quan đến sự tồn sinh của dân tộc. Nhưng tôi nhìn là như vậy, cái câu chuyện tồn sinh của dân tộc. Vì thế là chúng tôi quyết định có còn ở cái tuổi là 65 tuổi. Thưa các anh chị em, đối với tôi, cuộc đấu tranh nó vượt ra ngoài cái chuyện vật chất, nó vượt ra ngoài cái chuyện gia đình. Vấn đề tổ quốc nó là hàng đầu. Và vì thế cũng xin chia sẻ với các anh chị em là có những anh chị em có cơ hội để có con được, những người mà hoặc là không có tiêm chích, hoặc là đã cố gắng để dùng những cái phương pháp của lá cây để mà giải độc được, thì chúng ta cần có con dù là tuổi của chúng ta đã cao rồi. Thưa các anh chị em, trở lại cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ với nhau ở cái chuyện gọi là chuyện giáo dục đó. Thì như ban nãy tôi có trình bày là giáo dục nào thì ra cái chính trị đó, giáo dục nào thì ra xã hội đó. Anh Đinh Ngọc Tiến có đề cập đến đây chẳng riêng gì Phật giáo, tôn giáo nào ở Việt Nam cũng dính uống máu trẻ nhiều lắm, chuẩn bị thuốc trợ tim khi phim được trình chiếu. Vâng, xin cảm ơn anh Đinh Ngọc Tiến. Vấn đề tôn giáo là một vấn đề hết sức phức tạp. Cái mô hình Phật giáo của Việt Nam, đặc biệt là giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà những người cộng sản đã dùng giáo hội Phật giáo Việt Nam để lường gạt người dân, nhưng cái kỹ thuật lường gạt nó khá thấp. Nó thấp là bởi vì cái trình độ dân trí, trình độ cảm thụ về thần linh, về gọi là độ giác thần của người Việt Nam nó còn rất nhiều mê muội. Cho nên vì thế đó mà giáo hội Phật giáo Việt Nam họ gọi là dương oai múa võ một cách hết sức là thoải mái để dẫn dắt người Phật tử Việt Nam đi vào những cái chiêu trò láo xạo. Thế giới cũng vậy. Tôi là người Công giáo, ngày hôm nay đề cập đến cái chuyện Phật giáo, không lẽ là tôi không dám đề cập đến câu chuyện Công giáo. Tôi từng là một người trưởng thành, tức là lớn lên ở cái tuổi trẻ của tôi, tuổi nhỏ của tôi là trong một cái trường nội trú để chuẩn bị trở thành tu sinh. Và tôi mang cái niềm tin Công giáo cho tới khi tôi bước từ trong nhà tù của Việt Nam, tôi bước ra hải ngoại. Và sau 2 năm thì tôi phải đặt lại rất nhiều vấn đề. Cái câu chuyện của Công giáo nó gắn liền, nó dính liền với Vatican. Và ban nãy chúng ta đang đề cập đến vấn đề truyền thông. Vấn đề truyền thông, Vatican có ảnh hưởng rất nhiều vào những vấn đề truyền thông, tức là truyền thông ma mị, truyền thông dẫn dắt. Để có được rất rất nhiều những người chỉ tin và nghe theo ông Linh Mục mà thôi. Khi mà hàng triệu người chỉ tin và nghe theo các ông Linh Mục, thì những cái thế lực cầm quyền, những cái thế lực chính trị đó, họ không có khó lắm để họ lèo lái được cả hàng 1 triệu hoặc 100 triệu hoặc là 1 tỷ người đi theo cái quan điểm của họ. Vấn đề là họ chỉ cần nắm được các ông chức sắc. Phật giáo Việt Nam nó là như vậy, chúng ta đang nhìn thấy rất rõ như thế. Và trật tự, gọi là trật tự của thế giới mới cũng vậy, Công giáo Vatican cũng thế. Ngày hôm nay, những người Công giáo đang rất cần tỉnh thức. Chúng ta đi với niềm tin của chúng ta đi với đấng thiên thượng của chúng ta. Không nhất thiết là cái gì ông Linh Mục nói đúng
thì tất cả đều là đúng. Đây là một vấn đề hết sức trầm trọng. Và nó đặt toàn thế giới, con người của thế giới ngày hôm nay đứng trước một câu hỏi quan trọng là chúng ta sẽ đi tiếp cái con đường mù lòa hay chúng ta bước sang một con đường sáng. Kỷ nguyên sáng, con đường sáng đang đứng trước mặt chúng ta. Cái câu chuyện của, trở lại cái câu chuyện của Donald Trump, nhiều người cứ nghĩ rằng cái chuyện của Mỹ nó không liên quan gì đến chúng ta. Thưa không, nước Mỹ đối với tôi là một thanh kiếm, là một thanh gươm của các đấng thiên thượng. Mô hình của nước Mỹ là mô hình đột phá để người ta không trôi nổi vào những sự cực đoan dân tộc. Đó là một cái mô hình mang tính cộng hòa và liên bang để cho con người ta thật sự có tự do thật sự. Thật sự giữ được sự tự do thật sự. Thật sự tự vệ được thật sự. Có một quốc gia nào giống như nước Mỹ không? Là họ hiến pháp của họ là cho quyền người dân trang bị súng, tức là trang bị vũ khí. Trong khi tất cả những cái quốc gia khác, đặc biệt là tại Âu Châu hay là tại Á Châu, đều khép lại hết, tức là đều cấm chỉ hết. Và chúng ta nghĩ như thế nào khi những cái thế lực dân chủ của Mỹ đó, tại Mỹ hiện tại đó, là họ đang cố gắng để họ phá cái thế đó đi, cái thế mà người dân có quyền trang bị vũ khí. Đó là một hình thức tự vệ. Chúng ta nhìn đất nước của chúng ta đó, là dân bị bóp họng, dân bị bóp cổ. Thằng Tàu cũng vậy, dân bị bóp họng, dân bị bóp cổ. Người dân có cái gì để tự vệ? Người dân không có cái gì cả. Cho nên cái mô hình của nước Mỹ nó là một cái mô hình không phải của một dân tộc, của một quốc gia, mà nó sẽ cần phải nhìn nhận nó là một cái mô hình của loài người trong tương lai. Loài người trong tương lai chúng ta phải có phương tiện để tự vệ. Thưa các anh chị em, trở lại cái chuyện của ông Minh Tuệ, quả thực đó là phải nói rằng hết sức đau lòng là chúng ta trở thành đồng lõa nhiều quá. Và trong cái sự đồng lõa của chúng ta đó, là chân thiện mỹ nó không thể bật ra được. Và càng về phương Bắc, càng về miền Bắc thì chân thiện mỹ càng mờ nhòe. Chúng ta trở lại cái câu chuyện Covid 3-4 năm trước. Ở Sài Gòn là thê thảm. Ở Sài Gòn, ở miền Nam là bị bóp, là bị giết. Tìm cách này, tìm cách khác để giết, để bóp chết Sài Gòn. Nhưng người ta vẫn xé rào để người ta cứu nhau. Nếu mà áp dụng gọi là như cái kiểu của người dân miền Bắc đó, tức là tao chỉ biết tao thôi, thì là Sài Gòn đã chết sạch. Không chết sạch thì cũng chết một lô một lốc khủng khiếp trong cái chuyện Covid vừa qua. Nhưng người ta đã lo lắng cho nhau, người ta đã cứu nhau. Nó khác hẳn với cái thái độ của người miền Bắc ngày hôm nay trong cái câu chuyện gọi là bão lụt, cứu trợ bão lụt. Nó làm lòi ra một cái vấn nạn lớn vô cùng trong đời sống của chúng ta. Đó là nhân cách, đó là chân thiện mỹ, đó là nhân bản. Chúng ta không có nhân bản. Càng về phương Bắc thì nhân bản càng mờ nhòe. Và vì thế, một số cái live stream trước tôi có đề cập đến là chia đôi mẹ nó ra đi. Và quả thực, nếu nghĩ đến sự tồn vong của đất nước là phải chia đôi. Những người ngoài miền Bắc thấy yêu được chế độ Cộng Hòa, yêu được tinh thần tự do, yêu được thể chế Cộng Hòa, đi vào trong nào, sống có trách nhiệm. Và những người nào thấy rằng tha thiết được với chủ nghĩa của gọi là của miền Bắc, chủ nghĩa của Cộng sản, thì đi ra miền Bắc, sống tại phía Bắc của vĩ tuyến 17. Và những người vào trong phương Nam phải sống đúng với cái luật pháp, đúng với cái căn bản của Cộng hòa liên bang. Một cái kỷ luật thép sẽ được xây dựng. Nhân bản thì là nhân bản đó, nhưng mà phá hoại là tử hình.
bắt buộc trong 10 năm đầu nó phải có cái chuyện đó. Để không có những đứa lợi dụng, để không có những đứa gọi là chỉ có đeo bám, chỉ có gọi là bốc hốt cái thành quả nhân văn, thành quả nhân bản của những người khác. Chúng ta có làm được hay không? Cái đầu của chúng ta làm được hay không là cái đầu của chúng ta. Chứ còn bảo rằng một đất nước cứ như ngày hôm nay là một đất nước sẽ tăm tối đến mãi mãi, không thể nào ngóc đầu lên được. Một đất nước mà bọn làm chính trị chỉ có biết tham nhũng thôi. Đúng chuyện gọi là hồi nãy trở lại cái chuyện bão tố cũng vậy. Đất nước Việt Nam là cái sườn của bão tố, mà không hề có một cái công trình nào để mà gọi là bảo vệ người dân khi xảy ra chuyện bão tố hết. Và ngày hôm nay người dân xảy ra chuyện bão tố toàn là những người tức là những người thấp cổ bé họng, họ lo lắng cho nhau thôi. Và khi mà họ lo lắng cho nhau đó, thậm chí là cái chuyện là đi từ miền Nam đi ra ngoài ngoài Bắc, tất cả những cái trạm bốt, tức là trạm thu phí, cũng đè đầu đè cổ những cái xe cứu trợ để mà thu phí. Cái chuyện này là cái thằng chính quyền nó có mồm hay không? Cái thằng làm chính quyền chuyện này thì chuyện đầu tiên nó phải biết, để nó alo ngay cho những thằng gọi là bốt, cái đù má chúng mày, những cái xe cứu trợ là cấm chúng mày không được lấy tiền bốt. Nhưng tại sao chúng nó câm mồm như vậy? Phải chăng là vì cái lợi nhuận nó lớn quá? Và phải chăng là vì tất cả chúng nó đều có phần trong những cái chuyện bốt đấy, những cái trạm bốt, những cái đường bốt đấy? Chúng nó có phần của trong đó, chúng nó có tiền bạc chia sớt ở trong đó. Cho nên từ cái chuyện bốt đến cái câu chuyện người gọi là có những nơi là cấp xã, cấp phường không cho người ta vào, tức là người dân người ta đến xin, đói khát người ta đến xin, đã nói người ta 5 ngày nữa, 5 ngày nữa trở lại. Mà những người đó, ngôn ngữ của họ đó là đồng bào thiểu số, họ đói lắm rồi thì họ mới phải đi xin như vậy. Mà đủ má chúng nó nói rằng đi về 5 ngày sau lại xin. Thì cái phường đó nó là phường gì? Xã đó là xã gì? Những thằng làm chính quyền xã nó ăn cứt hay nó ăn cơm? Để chúng ta nhìn ra rằng những kẻ cầm quyền ở Việt Nam, ở miền Bắc, đa phần là bọn ăn cứt. Ăn cứt để lớn, ăn cứt để trưởng thành, và hành xử y như là cứt đái như vậy. Không phải là chỉ có miền Bắc không? Hầu hết những cái thằng gọi là bí thư xã ở miền Nam, bí thư xã, bí thư phường, bí thư quận, bí thư huyện đều là người miền Bắc vào cả. Đem cái tính gọi là cái tính tham lam, tính ô uế của người miền Bắc tràn lan vào trong miền Nam. Tuy nhiên người miền Nam họ vẫn tự vệ được, và họ bất cần đến chính quyền. Trong một cái clip có một số người, một anh chàng miền Bắc đi hỏi những cái cô sinh viên ở miền Nam là biết ngày 22 tháng 9, tức là ngày 29 là ngày gì, thì các cô nói ở là ngày Quốc Khánh. Thì ông hỏi lại về ngày Quốc Khánh là ngày gì, thì các cô nói là Quốc Khánh thì là Quốc Khánh. Họ vặn thêm Quốc Khánh nó phải là cái gì, thì các cô trả lời lại là tại sao phải vặn vẹo như vậy. Nghĩa là dân miền Nam họ sòng phú, họ bất cần, họ không quan tâm đến cái chuyện chính trị. Tức là chuyện chính, gọi là 2 tháng 9 là của chúng mày, tao có ngày đi chơi vậy thôi. Thế còn bảo rằng Quốc Khánh là cái gì, kệ mà mẹ chúng mày, chính trị tao không có quan tâm. Đây vừa là ưu điểm mà vừa là nhược điểm của miền Nam, của người miền Nam. Người miền Nam đã đến lúc cần phải nhìn cái trách nhiệm chính trị của mình. Không thể để cái bọn miền Bắc nó vào, nó ngồi trên ghế rồi nó gọi là ghế của thằng bí thư, rồi nó muốn làm gì nó làm. Hệ thống công an cũng vậy, hệ thống an ninh cũng vậy, 80% là bọn miền Bắc. Cho nên đã đến lúc mỗi một người Việt Nam, đặc biệt là người phương Nam, cần phải nhìn ra cái trách nhiệm của mình, để cái trách nhiệm chính trị đó, để chúng ta không thể thờ ơ được với chính trị nữa.
Bởi vì con cháu của chúng ta, chúng nó phải thừa hưởng được những điều tốt đẹp của một xã hội nhân văn. Và muốn có điều đó, giáo dục phải là giáo dục tốt. Những người làm chính trị phải là những người làm chính trị có chân thiện mỹ. Chứ không phải làm một cái bọn là nhét nhồi nhét tiền bạc tham nhũng để có cái chân đó để đi vào phương Nam để làm thế này làm thế kia. Cái chuyện bầu cử cũng vậy. Chúng ta nhìn cái câu chuyện bầu cử của Mỹ để nhìn ra cái thân phận bọt bèo của người Việt Nam. Việt Nam chưa bao giờ có chuyện bầu cử cả. Mà tại sao chúng ta cứ im lặng để cho chúng nó nói phét, để cho chúng nó nói trên đầu trên cổ của chúng ta rằng bầu cử của Việt Nam là tuyệt vời, bầu cử của Việt Nam là không có nước nào bằng hết. Đó là sự tội lỗi, đó là sự nhơ nhớp. Mà chúng ta im lặng để cho sự nhơ nhớp nó tồn tại thì chúng ta là đồng loại, chúng ta sống với kích. Mà một khi đã sống với kích thì không thể nào thơm được. Thưa các anh chị em, cái cơn bão 2024, Giáp Thân 2024, nó là sự nối tiếp của ba cái cơn bão từ giai đoạn năm 1904 đến năm 1964 và ngày hôm nay là 2024. Đó là một thông điệp chưa có lời giải. Thông điệp đó chính là sự chân thiện mỹ của con người. Người Việt Nam của chúng ta không có chân thiện mỹ. Chưa có chân thiện mỹ. Cái hình ảnh của ông Minh Tuệ dội lên, làm thành một tiếng vang để cho con người ta tìm về chân thiện mỹ. Thì những đứa làm chính quyền lại bẻ cẳng ông ta, lại trói chân ông ta, trói chân đệ tử của ông ta. Đây là một cái hành vi, một cái hành vi đón bão vào Việt Nam tiếp tục. Nó không phải chỉ có cơn bão số 3, nó sẽ có những cơn bão số 4, số 5, số 6 và sẽ tan nát nếu như chúng ta vẫn chống lại thiên thượng, chống lại sự chân thiện mỹ. Cái hình ảnh của ông Minh Tuệ nó là hình ảnh của chân thiện mỹ. Mà khi chúng ta dập vùi chân thiện mỹ, nghĩa là chúng ta dập vùi các đấng thiên thượng. Hãy mở mắt ra để nhìn và đừng oán trách rằng tại sao lại đổ lên chúng ta. Tại vì chúng ta đồng lõa, chúng ta giữ sự im lặng để tạo ra một cái giá trị tội lỗi của đồng lõa. Kính chào các anh chị em.